Ôi dồi ôi, Tiên ơi, sao này? Tư ơi, Tư! Ôi! Thằng Kim, ra xe thằng Kim làm sao này? Ơ, sao này anh? Thế cái đầu ghế này sao đấy? Ơ, người đấy trèo lên ghế, lấy cái gì thế này? Ủa, sao đấu ra đây? Ủa, thế là làm sao này? Thôi mày nhớ đàn ai không? Đàn ai? Không nhớ à? Thế là chú nhớ còn ai không? Mày là ai? Ở đây nè, người yêu của chồng con gì? Mày là con nào? Thư là con nào? Ơ, Thư là người yêu chồng con ai không? Chú nghĩ sao đấy? Thư là con nào? Sắp cầm tay thôi nhỉ? Buồn lắm anh ơi, em trách than ai bây giờ. Tôi kia rồi, xin tất cả mọi người. Mình về vlog chờ tất cả anh em nhá. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với những cái bàn chôn này của mình nhá. Thì ngày hôm nay thì mình mới có dịp để mà quay lại để mà chôn cái con người yêu của mình anh em ạ. Đấy, lần trước nó chôn mình cay quá anh em ạ. Hôm nay mình quyết tâm mình trả thù. Thế lại chôn gì? Hôm nay thì hôm nay tôi nhờ bạn đến đây để tôi với bạn để kết hợp một màn chôn về vô cùng đặc sắc, nghiêm trọng. Nhưng mà chôn gì mới được, bây giờ chôn gì? Thế nhá, hôm nay tôi sẽ giả vờ như kiểu là tôi sẽ té ghế mà mất trí nhớ ấy. Để là chôn Thư để xem là phản ứng của nó như nào. Đây, tí nữa là bạn giết hộ tôi là cái kiểu là bạn sẽ bảo tôi là thôi thằng này chêm kiểu là chêm bây giờ chêm thôi. Rồi, không giải thích gì nhiều rồi. Đấy, các bạn muốn biết clip mà nó như thế nào thì các bạn hãy đón xem. Bây giờ thì mình sẽ phải bôi cái một tí son lên trán xong trả vào như kiểu mình vừa ngã xong ấy. Đấy, có vết đỏ đây này. Bôi một tí đi hơn nhá. Bây giờ Thư tỉnh lắm, bây giờ phải giống tí cơ. Xoay cho nó đỏ đỏ ấy. Cho vết sưng tí. Bây giờ sưng chỉ có chôn gạch vào đầu thôi. Bạn lấy gạch vào đầu đi cho nhanh. Bây giờ muốn sưng chỉ có gạch vào đầu thôi. Thì mới giống thật được. Được chưa? Thế này, tôi nghĩ là Thư không phát hiện được đâu. Ừ, giống chưa? Đúng rồi. Ủa, định như này, ngã như kiểu là sưng biu rồi anh em ạ, ok rồi ấy. Thì bây giờ thì mình sẽ xuống nhà và mình sẽ bắt đầu mình sẽ chôn nha anh em nhá. Để góc quay anh mình chôn. Tí nữa là bạn sẽ chêm vào nhá. Ok bạn. Đi em ơi. Ôi dồi ôi, Kim ơi, sao này? Tư ơi, Tư! Ôi! Thằng Kim, ra xe thằng Kim làm sao này? Ơ, sao này anh? Thế cái đầu ghế này sao đấy? Ơ, người đấy trèo lên ghế, lấy cái gì thế này? Ủa, sao đấu ra đây? Ủa, chứ là làm sao này? Ủa, Kim ơi, ra đi! Nó vừa đến nó cứ tìm ghế làm cái gì ý. Thôi giời ơi, đi chồng với cả con sao nào. Ừ, gọi nó dậy đi. Sao nó ngủ này? Kiên. Ừ, gọi nó dậy. Không biết à? Sao này? Để tôi bắn nữa. Bỏ tay ra. Bắn sao này? Chồng có chồng sao đấy. Kiên ơi, tỉnh. Ừ, gọi nó dậy đi. Kiên ơi. Ủa, đây rồi. Đây rồi. Chồng có làm sao đấy? Không, tôi chỉ mà. Nghe mình đọc chơi thôi. Nghịp ngợm. Kiên ngồi đi. Treo lên ghế. Thôi, đến chưa? Chồng ơi. À, mày là ai? Qua đây, chồng sao đây? Chồng nghéo à? Mày là thằng nào? Chồng sao tay tao? Chồng tay tao? Chồng ơi, qua đây. Chồng nào? Qua đây. Mày là ai đấy? Mày là ai là sao? Thằng này nó nghéo rồi, thằng này đau rồi, thú chê rồi. Sao đây? Cháu khi nào này nó bị ảnh hưởng cái gì rồi? Hảo biết là hảo. Thôi, bỏ tay ra không? Sao nhìn sao tay tôi? Sao đâu con? Ôi thì mày không nhớ gì à? Đây, đây là người yêu mày mà. Ô. Người yêu đây còn gì nữa? Mình sao đây? Người yêu đã có người yêu? Ôi thôi chết rồi, thằng này nó bị ngu rồi. Ôi bị đâm rồi. Ôi sao tay con à? Nhập nào mà thằng này nó bị. Làm gì đấy, con làm gì đấy, có vợ đâu mà nó sẽ có tôi một chồng. Đây, người yêu đem cái thùng nhau đây. Đứng nào đây? Ôi, kinh thế. Tôi chưa có khả năng thằng này nó bị mất trí nhớ rồi. Chồng ơi, vợ đây mà. Vợ đây không? Vợ đây còn gì không? Tôi đây làm gì có vợ đâu. Không quen đâu. Ừ, làm sao này thì không biết được, ôi đi ra đi. Sao cái kiểu gì bây giờ thế này? Nó bị mất trí nhớ rồi. Kiên ơi. Ờ, nhà đâu, nhà ở đây đâu, nhà nào đây? Ôi, Kiên ơi. Ôi, Thư mà Thư thương như kéo mình hết. Thằng này bây giờ nó bị ngu rồi thôi. Không thấy nữa. Kiên ơi. Nhà ai đây? Ừ, kéo đi nhập để cho nó đi ra chỗ. Đi đâu? Ôi, kéo đi tâm thần thôi. Không, mày lấy tâm thần gì? Mày đi kéo đi tâm thần nhá. Tắt đèn nhá. Không. Đi về kéo tâm thần nhá, ở đấy nhiều gái xinh lắm.
Ở đấy có karaoke tay vịn luôn. Thế nhá, đi không? Đi nhá. Đi nhá, đi nhá. Ở đây đi nhá. Ở đây đi nhá. Ở đây đi nhá. Ở đây yêu thằng bị tâm thần này thì yêu làm gì? Thằng này nó bị ngu rồi. Không, bệnh viện sao cứu được bây giờ nó bị mất trí nhớ hẳn mấy năm rồi đấy. Bây giờ cho nó vào đây nó điên theo của nó. Ủa có đấy không? Nhưng mà bây giờ nó bị điên rồi. Quên nào, quên cái gì đấy? Thằng này mà mày cái gì nữa? Cái điện thoại cái gì? Điện thoại á? Ừ, điện thoại gì? Điện thoại à? Đúng không? Điện thoại đúng không? Alo. Đấy không? Thằng này, cái bẻ rồi. Thằng này nó bị ngu rồi. Rồi, sao bây giờ? Tao nhớ gì đâu. Nhớ gì hết. Thế mày nhớ thằng này không? Này không nhớ à? Thương là con nào? Thương là con ai đúng không? Chúng biết sao đấy? Thương là con nào? Thì cứ bảo thằng ấy bị ngu rồi. Thương là ai đấy? Thương là ai đấy? Ghi Ân. Thương là gì? Thương là ai? Là vợ của Ghi Ân. Vợ của Ghi Ân là gì? Quyên. Quyên Ân. Âm ạ. Trên cổ Thương này thì giờ Thương làm phải làm sao bây giờ? Thôi bây giờ Thương bây giờ bỏ thôi. Chứ làm gì nữa? Bây giờ thi Thư yêu thằng giờ hơi này à? Nó đầu quá. Điên rồi. Cháu ơi, cho đi bệnh viện nhá. Thôi bây giờ thôi. Không, sợ bệnh viện lắm. Không. Mà này nó sợ tiêm lắm, không đi không? Sợ tiêm lắm. Không tiêm, bệnh viện không tiêm đâu đi. Nhưng mà bệnh viện phải có gái sinh cơ, nó mới đi cơ. Thằng này bây giờ nó thích gái sinh cơ. Thì gái sinh. Thì gái sinh đúng không nhở? Phải có karaoke nhở, đúng không? Phải có gái vịn cơ. Phải có gái vịn cơ. Ừ đấy, bây giờ thôi đừng động người tôi làm gì quen đâu. Cô đâu, đừng động người tôi làm gì, cô đi về đi. Thôi, tiên không chơi kiểu bạn nữa. Ai đấy? Bạn này, bạn... Thì làm sao ấy, hiểu bắt đầu hiểu với bài bẩn đấy nhá. Ai đấy? Sao nói to thế? Chả quen nhở? Chơi, nó không chơi, xấu không chơi. Tiên chả quen. Giờ nó chơi gái xinh nhở? Kiểu như tiên ạ? À? Đây. Chả quen. Ô, vợ ơi. Vợ nào, cô làm gì ra đấy vợ đâu. Vợ đâu. Cô không cái đâu. Ừ. Ở đâu, nhà đâu đẹp thế nhở? Nhà mình đi Hoàng Anh, nhà ai đó, nhà chồng một tí. Cô không biết đâu, đi tôi đi chơi đây. Đẹp gì cũng quen cô. Thôi bây giờ đi lên bệnh viện tâm thần đi. Lên đi karaoke tay vịn đi. Thôi. Ô, thì tay vịn. Nhìn đi ra đi, tôi cho kia bệnh viện rồi. Ô, nó là ai đấy? À. Người yêu cũng kia còn gì? Cô không chơi nó nữa. Người yêu là tôi đã làm gì đâu không yêu nhở? Chưa cưới, đấy không yêu đâu, à đấy cũng bạn đâu. Tôi chưa biết gì, tôi chả nhớ. Không nhớ gì luôn. Không nhớ gì. Thì các bạn thằng này nó bị ngu rồi. Không nhớ gì rồi. Không nhớ gì hết. Sao lại không nhớ được? Không nhớ gì nữa rồi. Sẽ không biết người yêu mình là sao kia rồi. Bây giờ nhá, tôi bảo nhá, bây giờ mày bị ngu này rồi thì thôi mày cứ để yêu mà chúng ta nhá, được không? Hả? Nhá. Cứ là đây, mày cứ để bạn này chúng ta nhá. Bạn này ở đâu ấy? Thì là bạn này trước đây là người yêu của mày. Bạn đang á? Ừ. Nhá. Nhớ. Được không? Thì mày cứ đồng ý đi. Thì mày cứ đồng ý đi. Mày đồng ý nhá. Được. Không. Không quen. Ừ. Sao cầm tay thôi nhỉ? Buồn lắm anh ơi, em trách tha nay bây giờ. Cớ sao ông ta lại sẽ nhầm duyên anh với ai? Nó bỏ em lại. Đi vị đi, đi vị. Hình ra thì kêu. Đi vị, đi em. Lên bệnh viện tâm thần đi cô. Thế bố đi về đi. Đi. Không. Bỏ tay ta. Tôi làm gì không quen cô đâu. Vợ là con gì? Vợ là con nào? Ta làm gì đây có vợ? Vợ là con nào? Ta làm gì đây có vợ? Chồng. Người yêu là con nhà tao không quen. Bỏ tay ra đi. Ơ ở nhà đâu, ở nhà tao không có đi, đưa chồng đi bệnh viện. Đi bệnh viện nào, tôi chợ tiêm lắm. Đi không tiêm. Lên bệnh viện tâm thần đi. Đi lên bệnh viện tâm thần. Đi, chứ chứ, để cho đi đi. Ê, bỏ tay ra. Thằng này nó đang bị ngu rồi. Ơ nó đang bị đần rồi. Ôi. Ôi. Ôi chết rồi. Ồ nó lại ngất tiếp rồi, thằng này nó lại ngất rồi. Ôi chết rồi, chết rồi. Kiên ơi. Kiểu này nó đứng tan rồi. Không sao thầy. Ôi ngất tiếp rồi. Dậy đi. Dậy đi. Kiên ơi. Ôi kiểu này không... Ừ.
không không chưa nữa rồi. Kêu nó dậy đi. Ấy. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Ôi. Nhớ cái gì? Tôi nhớ rồi. Hôm qua là tôi với bạn đi karaoke đây nè, ôn hàng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhớ rồi. Đúng rồi. À. Không phải hôm qua tôi à bạn mời tôi ăn con mà có lớp rồi bạn không? Ừ đúng rồi, chuẩn luôn. Tôi nhớ rồi. Cái clip của mình còn thấy hay này, em nhớ like, share và cái kênh của mình nhá. Đấy, lần sau anh